xin chào cô chú anh chị Hân Trần với lại Minh Xuân, anh Mập đến ngay chỗ dòng kiến bến Thiên Giá Thủ Đức ha, cơ sở bảo trợ khiếm thị Bừng Sáng nha. Chào cô, hôm nay có dịp đến với cô ha. Các em mới đi học, đến tí nó mới về. Đây là sơ nha mọi người. Dạ, thì bây giờ ghim đồ vô, con chia ra nữa coi, đi tới hai nơi đặng. Dạ, giờ cứ ghim đồ vô ha. Mở cái nón ra cho khỏe. Hân Trần cũng đã đến đây là mấy lần rồi. Ủa hôm nay sao mà mình làm cái bàn ra vậy cô? Chuẩn bị dọn cơm. Chuẩn bị đón cháu rồi. Cho con luôn hả? Cái này để đây. Thì cái này á là em chia làm đôi đi. Chia làm đôi. Chia làm đôi ra. Chia làm đôi cái bánh lăng sữa chua gì của em nè. Đem rất là nhiều đồ nha, bánh lăng nè. Rồi sữa chua nè. Rồi tất cả các đồ và chả lụa, đặc biệt chả lụa bên em nữa. Mập vô đây Mập. Thì sao cứ bỏ hết đây này, xong chia nghe dễ. Nó về nó cơm ăn luôn. Mấy em đi học hết hả cô? Nó 11 giờ nó về. Nó định đi đó. Bố học ở nhà nó ngủ. À vậy hả? Dạ bố học ở nhà ngoài ngủ. Rồi nè. Con không đi đấy. Cái này bên đây đi. Dạ vậy đi cô chơi cho nó làm liền. Rồi đúng rồi. Dạ. Thì nấu cơm. Mập đến chỗ này lần nào chưa? Đây là đầu tiên. Vậy hả? À, cảm ơn nhiều nhé. Làm sao xin sao sao xin hỏi nè. Ở đâu tới vậy? Cha bán nhà vô bánh lăng lâu lâu mới xong rồi đó. Nhà anh chàng giúp với nhiều đồ cũng ủng hộ. Máy đâu đó? Máy đâu? Con bán tầm lưng khu vực này nè. Vậy hả? Cảm ơn nhiều nhé. Chúc sức khỏe tất cả mạnh thường quân đó. Là đỡ chăm lo cho các em. Đó, mọi người ơi, đó xung cảnh là xung quanh. Cái nồi này gì á cô? Canh hả? Canh cho con coi được không? Canh chua rau muống ha. Ủa sao giờ mới đi? Này chắc cũng canh chua luôn đây. Rồi chào con. Đó, khiếm thị ở đây là mấy em là khiếm thị hết ha. Dạ. Wow. Cá chiên ta cho nữa hả cô? Cái này gì để dở ra cũng canh. Canh với cá chiên. Cá này cá gì cô? Cá lóc chiên, ngon quá vậy, thơm quá ha. Ở đây mấy sờ, 8 sờ để làm. Bây giờ đi đón trẻ. Bây giờ đi đón trẻ mà. Nè, em chào sơ, con chào sơ chú Bình Lộn. Đại con. Sao? Dạ. Đây là Linh Trần rồi, đi chia ra vậy đi, bên đây một mớ, anh đi. Đó. Dạ, con cảm ơn sơ nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn các bé ăn ngon mày. Dạ. Bên đây mớ, bên kia mớ là chia đủ rồi đó hả? Rồi xong rồi đó anh, cái này bên đây là bên kia nữa nè. Ủa, đủ không? Đấy là bao nhiêu người? Đủ hết đi sao đó. Dạ. Vậy lát hồi em không có đi bên kia hả? Sao quá, xe bị không tới. Rồi, vậy là lát hồi... Máy lên đâu rồi? Vậy là em cho anh mượn cái thùng này phải không? Hay sao? Em bỏ vô thùng đó hay với đây? Rồi. Thì em sang đi. Dạ. Em sang qua, em cho anh mượn cái nào thì sang. Tại Xuân đi xe đập điện không có đi qua cái cơ sở khác được. Thôi giờ mượn. Dạ chắc con qua quận 3 đó. Ngay chỗ quận 3 sang. Dạ. Để qua đấy. Này, mấy bé này. Ở chung quanh từ từ thế con ơi, chưa có chỗ mua đâu con, chờ chờ tí. Con đi vào nhà, bên nhà lửa bên kia đi.
Dạ dạ. Sang hết rồi hai Xuân? Dạ, anh sang hết trơn luôn rồi đó. Ừ, vặn quá rồi. Mặc wow. Em nhìn chạy nha. Dạ dạ dạ. Rồi. Cái bao này lát hồi đi cơ sở khác. À, cái gì vậy? Anh lấy xong bây giờ anh nói em làm anh chị ra lấy lại. Cái này đi nè, nó kiếm cái này nè. À, cái này nè. Rồi, chỉ tôi quên rồi. Xong cái này là bên này bên này ha. Em cũng cảm ơn anh Quân giúp chị gái rất là nhiều lắm à, em cũng cảm ơn chị gái nha. Chị gái chú Tân là hai đúng không? Vừa giúp đỡ người để buôn bán, có hôm là từ khu còn vừa giúp đỡ cho các em, cho nên cả hai. Mình Quân là rất là ok, cảm ơn nhiều nha. Con cũng cảm ơn Cường, cảm ơn chị nhiều nhé, rất sức khỏe nhé. Từ từ nó bảo, từ 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 để xin phép cô. Đi qua, đi qua, đi qua. Em sang cơm chuẩn bị đi. Dạ. Ở ngoài ra thì nhóm cũng có tặng 5kg chả lụa cho cô. Đây anh Trần lấy. À, chị Xuân lấy lên giùm em bọc. Bọc không mà? Dạ đúng rồi 5kg. À 5kg chả lụa. Dạ. Có lấy bên kia không? Dạ không, bên kia có tặng khác thì con cũng cảm ơn cô giúp đỡ cho mấy bé thì con của ít lòng nhiều tặng cô là bánh lăng sữa chua với lại chả lụa 5kg. Dạ, vâng, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh và cảm ơn tất cả mình Quân tài trợ cho máy ấm. À, chúng ta vô ngồi đi. Chả lụa đó vừa nóng hổi vừa thổi vừa ăn rất là ngon á cô. Đúng rồi. Dạ. Đây là ngồi trong ngồi. Mấy em này ăn về xong là chiều thế nào? Dạ, đây mấy em. Cấp 2, cấp 3. Cấp 1 học trứng chiều. Tí nữa lúc về. Ê, đi đi bà, đi đây, đi con này, ngồi ghế đi, ngồi bên đây. Làm bây giờ con đi đón. Mấy em ở nhà ăn trước. Một lần mà dọn ra cho mấy em chắc cũng cực ha con ha. Dạ. Em đòi số là ở đây kiếm thị rồi. Phi làm gì mình phi. Ra trường gặp thầy chưa? Mặc dù không phát biểu gì câu nào hết trời. Hả? Dạ thì hôm nay con cũng ơn cũng mong nhóm. Dạ. Thì có một chị Mạnh Thường Quân. Chị gái giấu tên tặng sữa chua 5kg chả lụa thì chị Xuân trà xanh. Cảm ơn hai chị đã quan tâm và đã chia sẻ cho em là chị như là mình cũng như là tất cả đây được sự bình an của cuộc sống và cũng thần cảm ơn. Yeah. Này chúng con ngồi qua đây giờ hát bài cảm ơn cho con nè, đúng rồi. Qua đây. Rồi. 2 3. Xem em cảm ơn thật nhiều, vì bao nhiêu điều mà chúng con chờ lắng. Cảm ơn, xin cảm ơn thật nhiều. Vì bao nhiêu điều mà chúng con lãnh nhận. Chúng con cảm ơn cô chú. Chúng con cảm ơn cô chú. Chúng con chúc cô chú hạnh phúc. Chúng con chúc cô chú hạnh phúc. Đây là em là cấp 2, cấp 3. Anh bây giờ chuẩn bị đi học chiều con dẫn dưới cô. Cô đây đi. Thành phú. Những khi cô Sơn cũng chúc cho các con ăn ngày học giỏi nha. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Cô. Cho cô đi luôn đi con. Nếu con luôn là khỏe mạnh cho cô Sơn cũng nhiều sức khỏe. Dạ, vâng, cảm ơn nhiều. Ngồi đây luôn đi, ngồi đây thầy phú. Ngồi đây mấy thầy phú. Ngồi đây mấy thầy phú. Còn mấy thầy phú làm sao lúc? Ngồi nhớ rồi. Ngồi nhớ rồi. Ngồi mấy thầy phú. Ăn phí. Đây cơm ở phía trong nè mọi người, cơm rất là ngon luôn ha, phục vụ mấy bạn.
Mấy giờ ăn cơm cô? Dạ, dạ này các em ăn cơm nè. Dạ. Mấy em ăn trước đi học, còn chút mình 1 giờ mấy em đi về ăn sau. Rồi buổi giờ chiều là mình ăn mấy giờ? Chiều, 5:15 ta. Có nghĩa là ở đây mình chăm mấy bé là cho đi học rồi chăm luôn hả cô ha? Rồi học tới lớp mấy mới thôi cô? Dạ. Hôm nay tụi con sẽ được ăn rau muống, nấu canh, với lại cái hai nữa là cá chiên. Cô cũng đang làm bữa ăn ha. Chị thôi con cũng xin phép cô nhóm tụi con về nha cô. Chúc mấy sơ với lại các em luôn luôn mạnh khỏe. Các con là, con các em ăn ngon miệng nha. Dạ. Dạ thôi bây giờ anh Trần Minh Xuân với lại Mập đi về mọi người. Chở cái này á. Hả? Anh chở cái nào? Anh chở cái vỏ này giùm em coi. Sao cũng được. Để sau hay là để trước trời? Anh để trước. Để sau sao anh chở được. Nó nặng quá. Trời ơi. Nó kẹt quá nè. Đây. Rồi Hương Trần cũng kết thúc video ở đây. Hương Trần cảm ơn chị Xuân Trà Xanh với lại chị gái dấu tên đã ủng hộ cho nhóm mình đi làm việc thiện nguyện tốt, rất là tốt. Cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho nhóm. Đây. Bye bye nha mọi người ơi.